Alo. Bà vẫn còn chơi đến công ty à? Có biết hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi không? Đến nhanh đi nhá, đang phun cuộc thi bắt đầu rồi đấy. Tôi chết rồi. Tôi là Lan Anh, 27 tuổi, một nhân viên văn phòng có thâm niên 5 năm trong một tập đoàn tiếng tăm bậc nhất nước. Nhưng mà tất cả những điều đó không có nghĩa là tôi giỏi, mà chỉ là do tôi đang ăn may cho nên mới vào được thôi. Làm sao mà một đứa vừa học động vừa không có tài cán gì lại có thể lọt được vào cái công ty này cơ chứ? Chỉ có thể giải thích được là do có phép màu gì đó mà thôi. Cố lên, còn 30 tầng nữa thôi. Xin lỗi ạ. Xin lỗi mọi người, tôi không ngờ là ngày hôm nay tổng giám đốc lại đến đây ạ. Cô là ai mà phải để tổng giám đốc phải chờ? Cô có biết là mọi người ở đây chờ cô tận 10 phút rồi không? Cô đúng được. Thôi, cậu cứ để cô ấy giải thích đã. Bình tĩnh. Cô lau mồ hôi đi. Chắc là đã phải đi một đoạn đường dài rồi. Em xin lỗi. Được. Nếu như bây giờ mình nói mình ngủ quên thì chắc chắn anh ấy sẽ rất tức giận. Hay phải nói gì bây giờ? Thưa tổng giám đốc ạ, cái dự án lần này ạ, cô Lan Anh đã phải thức đêm thức hôm đi vòng quanh cái thành phố này để khảo sát sản phẩm. Em nghĩ là cô ấy cũng đang đi từ một nơi xa đến nên là mới đi làm muộn đấy ạ. Thật vậy sao? Dạ vâng, thật. Cái cuộc thi lần này ạ, công lao lớn là nhờ Lan Anh đấy ạ. Thì bọn em mới có cái sản phẩm tốt để nộp lên cho anh được ạ. Tôi không ngờ là mọi người lại nhiệt huyết trong cuộc thi này như vậy. Nếu mọi người đạt giải cao thì chắc chắn tôi sẽ có phần thưởng xứng đáng cho văn phòng này. Mọi người cố gắng nhé. Đi thôi. Này, mọi người ơi, mọi người có thấy ở đây lạnh không nhỉ? Em thấy bình thường mà. Với lại phòng của mình không bật điều hòa. Lạnh ở đây có nghĩa là bạn cô ấy chém gió đến nỗi bay cả nóc công ty, chém đến mức mà đưa cô lên tận trời xanh đấy. Thì em cũng chỉ muốn là tổng giám đốc cũng trách phạt Lan Anh thôi cơ mà. Làm như thế thì cũng không ảnh hưởng đến uy tín văn phòng của bọn mình. Ai mà chẳng biết đó, văn phòng của mình đã phát triển số 1. Thôi 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 thôi. Mọi người về chỗ làm việc đi. Bây giờ đang là giờ hành chính đấy, không phải là giờ để buôn chuyện đâu. À, Lan Anh, em nhớ là trong ngày hôm nay em sẽ phụ trách khảo sát người tiêu dùng nhá. Quanh thành phố thì càng tốt. Nhớ làm tốt giống như là Trà My vừa khai với sếp ấy. Dạ vâng ạ. Lúc nãy là cậu có để ý tổng giám đốc nhìn cậu bằng một cái ánh mắt nó rất là thâm tình không? Hay là anh ấy cũng thích cậu rồi? Đừng có nói linh tinh như thế chứ. Tớ với tổng giám đốc còn chưa nói chuyện được quá 10 câu, làm sao mà anh ấy có thể để ý đến tớ được? Tổng giám đốc thân phận cao quý, ở tít trên tận cao đây này. Tớ bắc ghế có 100 chiếc ghế thì cũng không bao giờ với tớ được đâu. Thế thì cậu phải cố gắng lên đấy nhá. Không phải là anh ấy đã nói là nếu mà lần này cuộc thi bọn mình được giải cao thì sẽ có thưởng hay sao? Đây cũng là cơ hội để anh ấy biết đến cậu đấy. Tớ nghĩ là hơi khó đấy. Văn phòng của mình chưa bao giờ được giải, huống chi là giải cao. Vì mối tình đơn phương 5 năm, cậu phải cố gắng lên chứ. Anh ấy thì chả biết cậu là ai mà cậu cứ đơn phương mãi như thế. Chẳng lẽ cậu cũng để mọi chuyện vĩnh viễn như thế này à? Thôi được rồi, tớ nhất định phải cố gắng. Phải cho anh ấy biết, tớ tên là Hà Lan Anh, là nhân viên kinh doanh của phòng phát triển một.
Này, mọi người ơi, đúng là chuyện lạ có 102. Tự nhiên như thế nào phòng mình lại từ giải rút, thế lại nhảy một phát lên làm quán quân. Ai mà tự nhiên? Ai mà tự nhiên? Tất cả là do Lan Anh đã đi khảo sát rất là tốt, nên là dự án của bọn mình mới được đi vào sản xuất đấy. Thôi, đâu có phải là riêng mình tôi đâu, đây là công của tất cả mọi người mà. Nhắc mới nhớ, mọi người có để ý lúc nãy khi mà phòng ban mình lên nhận giải thì các phòng ban khác trố mắt ra nhìn, nhìn buồn cười cực. Phe này á, ngay ngày mai anh phải đi in ngay một cái poster quán quân khổ á không luôn để treo trước cửa văn phòng mình cho nó khoát. À đúng rồi, nhắc mới nhớ, tổng giám đốc bảo là khi nào bọn mình được giải cao thì sẽ có thưởng. Không biết là thưởng cái gì nhỉ? Mọi người đoán đi, đoán đi. Chắc tiền. Là tiền thôi, tiền, tiền. Nhưng mà khoảng 100 triệu. Nhưng mà như thế có nhiều quá không nhỉ? Theo em ý, thì có khi là bọn mình sẽ được tăng lương, hoặc là thay tên văn phòng thành văn phòng xuất sắc nhất. Mọi người, lần này sếp sẽ thưởng cho chúng ta một chuyến đi du lịch 7 ngày. Tất cả mọi chi phí ăn chơi ngủ nghỉ sếp sẽ bao hết. Du lịch, du lịch, du lịch. Yeah. Thôi, em nghĩ là mọi người cứ đi du lịch với nhau đi. Em muốn dành kỳ nghỉ này để có thể ở nhà nghỉ ngơi. Này, sao lại nghỉ? Cuộc thi lần này công sức của bà lớn nhất. Đi đi. Đối với tôi, được ở nhà nghỉ ngơi sau chuỗi ngày với thức trắng đêm, đó là kỳ nghỉ ngơi tuyệt vời nhất rồi. Lan Anh này, nếu mà em thấy như thế thì cũng không sao đâu. Thế thì chị sẽ trích một phần số tiền thưởng ra để đưa cho em nhé. Dù sao thì chúng ta ai cũng có công, cho nên phải được hưởng chứ. Chỉ tiếc là lần này em không đi thôi. Sếp cũng nói là muốn có cơ hội để tiếp xúc với em nhiều hơn, bởi vì thấy em là một nhân viên có năng lực. Chị bảo sao? Chị bảo là sếp muốn tiếp xúc với em nhiều hơn á? À, chị quên mất chưa nói với em. Lần này sếp sẽ đi cùng chúng ta trong chuyến du lịch lần này luôn. Sếp nói là muốn đối xử với chúng ta một cách tốt nhất. Dù sao thì đấy cũng là quyền lợi của nhóm đạt giải cao nhất mà. Nhưng mà nếu mà lần này em không đi thì thôi. Thế thì để chị nói không với sếp. Chị không muốn nói gì với sếp. Trong chuyến đi lần này nhất định 100% em sẽ có mặt. Nhưng mà em vừa nói là không đi. Không. Chị quên cái lời vừa rồi đi. Em vừa khẳng định với chị là trong chuyến đi lần này chắc chắn là em phải tham gia. Ui, hoàng tử phi hắc mã đến rồi cái kìa. Sếp đến rồi. Ồ, mọi người ơi, hình như là sếp dẫn theo bạn gái hay sao ấy. Sếp ạ. Chào sếp ạ. Ui, bố mặt sếp ạ. Xin chào đội nhóm có thành tích cao nhất. Chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ. Sếp ơi, đây là... đây là Cao Linh, bạn gái của tôi. Cô ấy cũng sẽ cùng tham gia chuyến đi lần này. Xin chào mọi người, tôi là Cao Linh. Rất mong là mọi người sẽ không thấy phiền nếu mà tôi đi cùng. Dạ. Không phiền đâu ạ. Xin chào. Nào đây, đi du lịch mà mặt như mất sổ gạo ấy. Mà nhìn hai người họ cũng đẹp đôi thật đấy. Một người xuất sắc như anh Nam thì phải có cô bạn gái xinh đẹp như thế chứ, đúng không? Đến lúc phải buông tay rồi đấy. Tôi vào phòng vệ sinh thay đồ một lát. Không sao. Chỉ là buông bỏ một người không thuộc về mình thôi mà. Không có gì khó hết. Lan Anh, Mày nhất định phải làm được. Anh yêu à, bao giờ anh phải đến đón em đây? Em ở đây chán chết đi được ấy, cứ đi đi lại lại mỏi hết cả chân rồi đây này.
Chuyện đấy thì anh yên tâm, tối nay em sẽ nói với hắn ta về chuyện đầu tư vào dự án của bọn mình. Hắn ta yêu em lắm, thế nên là em nói gì mà chẳng nghe, anh yên tâm nhá. Hắn ta là ai? Chẳng lẽ là giám đốc à? Em sẽ nói với hắn ta về chuyện đầu tư vào kênh của em trước. Sau này sẽ tự bòn rút thêm tiền vào cả những dự án truyền thông của công ty anh. Hắn ta là giám đốc, thiếu gì tiền. Anh yêu yên tâm, em chỉ yêu có mỗi mình anh thôi. Còn hắn ta đối với em ấy chỉ là một cái cây ATM để rút tiền thôi. Mai anh yêu đến đón em sớm nhá. Lúc nào cũng phải giả vờ yêu hắn ta, em chán ngấy rồi đây này. Dạ, vâng ạ, yêu Honey của em nhiều. Sao thế nhở? Rõ ràng cô ta cũng được thiện cảm của giám đốc, thế mà dám lừa anh ấy như vậy á? Đúng là quá bất công mà. Không được, cái chuyện này nhất định phải nói với giám đốc biết. Không thể để cho anh ấy bị lừa như vậy được. Nhưng mà bây giờ mình nói với giám đốc với tư cách gì? Liệu anh ấy có tin mình không? Hay là nhỡ may mình nói ra anh ấy lại ghét mình hơn? Ôi không được, mình phải gây thiện cảm với giám đốc cơ mà. Sao nhở? Sao bây giờ? Đúng là người nổi tiếng có khác nhở? Mới đi chơi một ngày mà đã phải về. Giả tạo có. Bà nói tôi giả tạo á? Nói hai người kia kìa. Hai người kia? Tức là chủ tịch của chúng ta với cả cô bạn gái streamer á? Không phải. Là cô ta và cái người đưa cô ta lên xe kia kìa. Này, tôi hỏi bà nhé. Bây giờ nếu như có một người xa lạ, người ta đến nói với bà là người yêu của bà không hề yêu thương bà mà đang cặp kè với một người đàn ông khác, bà có tin không? Đương nhiên là không tin rồi. Người quen chưa chắc đã tin, trừ khi là tận mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe thì tôi mới tin cơ. Bà nói đúng. Bây giờ có nói ra thì chắc gì người đã tin. Ai tin ai cơ? Bỏ qua cái chuyện vừa nãy đi. Này mọi người, hôm nay sếp đang buồn đấy. Đừng có ai nhắc gì về bạn gái của anh ý đấy nhá. Sếp ạ. Nào, hôm nay mọi người muốn đi đâu? À sếp ơi, em biết là có một dòng sông rất là linh thiêng ở gần đây. Đi bộ thôi tới. Hôm nay mình đi chỗ đấy sếp nhá. Được rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến đó. Đúng rồi đấy sếp ạ. Em phải ra đấy em ước có bạn gái em được. Chứ bấy lâu nay em ế mòn gốc lắm rồi. Cái loại ông á, có 10 dòng sông ước cũng chẳng độ được. Thế bạn. Được rồi, nào, chúng ta đi thôi. Vâng. Cơ hội ở riêng crush đến rồi đây. Ôi. Cô có sao không? Không sao ạ. Nếu mà mệt quá thì để tôi gọi taxi đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi nhá. Dạ thôi không cần đâu ạ. Em thấy trong người vẫn khỏe, vẫn đi chơi được. Đi thôi.
Ôi, đẹp đấy nhở. Ôi, mọi người, vào đi chụp ảnh phát nhở. Chụp ảnh, chụp ảnh. Nào, nhìn vào đây nhá. Nào, 3, 2, 1. Chi. Mọi người, ước đi, sống ước đấy. Ra kia chụp ảnh đi. Chụp kia đẹp kìa. Sao anh ấy không ước nhở? Hay là không có đồng xu? Sao sẽ không ước ạ? Hay là sẽ không có đồng xu? Tôi có này. Không phải. Tôi không ước là bởi vì tôi không thích thôi. Tôi nghĩ rằng trên đời này sẽ chẳng có kỳ tích đâu. Sếp lại sai rồi ạ. Bây giờ chỉ cần sếp thành tâm cầu nguyện thì mọi chuyện sẽ thành. Sếp thử đi. Thôi, cô cứ dùng đi. Sếp này. Thật ra tôi có một chuyện này muốn nói với sếp. Cô nói đi. Mình có nên nói không? Nhưng mà bây giờ mà không nói thì chắc chắn là không còn cơ hội nữa. Cái chuyện này có liên quan đến bạn gái của sếp. Về Linh hả? Dạ. Cô có chuyện gì với Linh à? À, thật ra tôi thấy sếp và cô ấy rất là hợp đôi. Tôi lại cứ tưởng có chuyện gì. Cảm ơn cô nhá. Em xin lỗi bởi vì sự hèn nhát của em. Bởi vì em sợ nói ra mối quan hệ của chúng ta sẽ không bao giờ được như thế này nữa. Nếu mà dòng sông ước này thật sự có linh nghiệm thì tôi ước tôi sẽ thay Cao Linh trở thành người yêu của anh Nam, dù chỉ là một ngày thôi cũng được. Nhanh thật đấy, vèo một cái đã hết một tuần nghỉ dưỡng rồi. Bạn vừa lên xe đi về à? Nghe lên xe ơi, em còn nôn quá đi mất chứ. Trời ơi, sau này mà lấy chồng xa chắc là cô tới công chuyện luôn nhỉ. Này tôi bảo, hay là bây giờ ấy, cô lấy tôi đi. Dù sao thì nhà cô với cái nhà tôi cách nhau có mấy cây số. Cùng lắm thì bọn mình rước dâu bằng xe máy, nếu không thì đi bộ nhỉ. Có chết cũng không lấy anh. Thôi. Mà này, mọi người có thấy Lan Anh đâu không? Sao lâu thế nhở? Nhở. À, em quên bảo mọi người. Lúc ấy Lan Anh bảo là Lan Anh có việc bận nên là đi về sếp sau. Bây giờ bọn mình cứ đi trước đi. Người đi đâu hết cả rồi nhở? Đã bảo là chịu khó đợi mình một lát rồi cơ mà. Mì ơi là mì. Bây giờ biết bắt xe nào bây giờ? Thôi, đánh liều vậy. Dù sao thì cũng chỉ là đi nhờ xe của sếp. Là do mình cùng đường, cho nên mình mới phải tới đây. Dù sao thì cũng chỉ là đi nhờ xe thôi mà. Không sao, không sao hết. Và mình có thể làm được. Nhưng mà ngại chết đi được ấy. Biết lấy lý do là gì bây giờ nhỉ? Bình tĩnh. Cũng chỉ là đi nhờ xe thôi.
Giám đốc ơi. Sếp ơi. Sếp có ở trong phòng không ạ? Đi đâu rồi nhỉ? Rõ ràng bên trong phòng có tiếng chuông mà nhỉ? Giám đốc! Giám đốc ơi! Giám đốc! Anh mau mở cửa ra đi! Phòng này ạ! Anh mở cửa đi! Ôi dồi ôi! Này! Anh ơi, trong này này! Sao cơ ạ? Anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời ạ? Bệnh này rất hiếm gặp. Người bệnh sẽ bị mất trí nhớ tạm thời cho đến khi nhớ lại. Nhưng mà tại sao lại bị như vậy được ạ? Tôi nghĩ người bệnh bị một cú sốc tinh thần rất là lớn, cộng thêm cái việc va đầu mạnh ảnh hưởng tới não bộ, cho nên dẫn tới tình trạng này. Tôi nghĩ là trong thời gian này người nhà hay ở bên cạnh anh ấy chăm sóc để cho anh ấy khôi phục lại trí nhớ, giảm căng thẳng mệt mỏi để tránh ảnh hưởng sức khỏe. Hello, xin chào khán giả của kênh FM School. Tại vì trên kênh có khá nhiều độ tuổi cho nên mình xin phép được xưng hô là mình. Xin chào mọi người, mình là Lan Anh. Và ngay bên cạnh mình đây là anh Vi Nam, anh Cam Việt Linh và chị Chú Linh. Chưa hết đâu, vẫn còn những nhân vật cực kỳ đặc biệt. Đó chính là Hải Bi, Minh Châu và Minh Đức. Hello, xin chào tất cả mọi người. Vậy là series Vợ Chồng Xỉu Nhi được phát sóng trên kênh SVM School đã kết thúc. Chúng mình rất vui và hạnh phúc khi mà nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ tất cả mọi người. Tuy phần 1 của Vợ Chồng Xỉu Nhi đã kết thúc, nhưng các bạn cũng đừng lo nhé. Bởi vì bọn mình đã hoàn thiện phần 2 và sẽ gửi đến các bạn các tập tiếp theo trong những ngày tới. Nhưng mà phần 2 bọn mình sẽ không phát trên kênh FVM School nữa, mà sẽ phát trên kênh hoàn toàn là mới. Đây này. Và đây là chúng mình rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ tất cả khán giả của FVM và sẽ được gặp lại mọi người ở trên kênh mới, cũng như là ở CD Vợ Chồng Xỉu Nhi phần 2 nhá. Và mọi người đừng quên, nếu như yêu quý chúng mình thì hãy add Facebook mà bọn mình để phần mô tả nhá. Hãy subscribe kênh và nhấn nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một tập phim nào của FVM nhá. Và lời cuối cùng, mình xin thay mặt đội ngũ của kênh FVM School và đội ngũ của series phim Vợ Chồng Xỉu Nhi xin gửi tới lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả khán giả đã theo dõi FVM trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn tất cả mọi người và xin chào và hẹn gặp lại.